Dạ ông mới chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư bất động sản ở trong nước cũng như ngoài nước thân mến. Giới thiệu đến nhà mình đây là bãi tắm khu du lịch Dốc Lết lúc mùa hè cô chú. Đây là bên này, chỗ này là khu du lịch của TTC Thành Công. Khu du lịch TTC ở phía bên này và bãi tắm của TTC. Thì bãi biển Dốc Lết á là một trong những cái bãi biển nó cũng đẹp nhất với lại nhì ở Nha Trang của mình đó cô chú. Đây là một bãi tắm rất là đẹp, bởi ở đây là cát rất là mịn, với lại là ở đây nước nó rất là cạn và tắm ở đây nó không có bị nông, không bị sâu cô chú, nó nước rất là nông và ở đây là thu hút rất là nhiều khách du lịch như là Hà Nội cũng như là Sài Gòn và ở miền Tây cũng như là ở Đắk Lắk, và đặc biệt nhất vẫn là khách du lịch từ Đắk Lắk xuống cô chú. Và ở đây á có nhiều cái địa điểm ăn chơi vui chơi giải trí. Thì hôm nay là Hùng thực chị Ngọc là chủ của một cái resort nhỏ nhỏ ở ngoài bãi biển Dốc Lết và trung tâm khu ăn chơi của Dốc Lết, mời ra đây để review giùm chị một xíu, đó là giới thiệu giùm chị cái khu du lịch để mai mốt là cô chú anh chị về đây chơi ngồi Nha Trang chơi thì còn có thể ra chơi Dốc Lết nữa. Thì Dốc Lết nó có bãi tắm rất là đẹp giống như Nha Trang cô chú. Như cô chú thấy là nước ở đây rất là trong rồi, và đi ra ngoài kia là nước rất là cạn đó, bãi tắm rất là cạn và êm đẻ lắm đó. Thì hôm nay là Hùng sẽ dẫn cô chú đi tham quan cũng như là tìm hiểu khu du lịch Dốc Lết và đi chơi ở Dốc Lết cô chú nha. Đó, và đây là bãi tắm và cũng là vị trí cái resort mini nhỏ nhỏ của chị, đây là chị Quỳnh đó. Chị Quỳnh đó là có chỗ xe buýt quyết thắng ở Nha Trang cô chú. Thì sau này là cô chú mà đi ra Dốc Lết á, thì có thể đi bằng xe buýt quyết thắng là xe số 12, rồi sau đó là mình sẽ đi lên xe số 12 là mình đi khoảng 30.000 đồng thôi một người, là mình ra tới Dốc Lết. Ra tới Dốc Lết là mình ở đây mình tắm biển, mình ăn chơi đi trong vòng một ngày, sáng đi chiều về cô chú. Đây là bãi tắm ở đây. Về ở đây thì có các khu vui chơi như là bên này thì có TTC nữa và có Park Anna cũng nhiều cái khác lắm, nhưng mà Hùng là hôm nay Hùng giới thiệu cái chỗ này để cho cô chú tham quan. Ở đây là có quầy bar mini rồi cô chú, là từ trên đây là ăn hải sản cũng như là tắm biển, ăn hải sản ở trên này xong cái mình đi xuống dưới đây mình tắm biển, là bãi biển trong xanh rất là đẹp, là mọi người ở dưới là đang chơi giải trí rồi cô chú. Bên dưới của mình là người dân người ta tắm biển nè, ở đây là khách du lịch thu hút rất là nhiều, ngồi đây rất là mát luôn. Và ở đây buổi tối á, là sẽ có quầy bar ở đây, cocktail rồi này nọ, cô này có những ạ. Đây buổi tối là mà ở đây rất là đẹp, lung linh luôn cô chú, và ở đây rất là mát luôn. Thì hôm nay là chị Quỳnh á, là mời Hùng ra đây, thứ nhất là thưởng thức hải món hải sản ở đây, thứ hai là giới thiệu dùm cho chị luôn đó. Ở đây là cô chú ra đây là chưa có thể ghé cái chỗ này, nó nằm ở vị trí là trung tâm quyết thắng, thì để Hùng ra Hùng quay cái bảng cho cô chú thấy nè. Hôm nay là mình đổi gió một tí, mấy bữa giờ là bất động sản rồi thì hôm nay là mình đi du lịch một tí cô chú nhé. Ở đây vị trí có thể gọi là trung tâm của Dốc Lết cô chú ạ. Đây là tổ dân phố chính, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là nhà hàng hải sản quyết thắng Dốc Lết cô chú. Đây là chỗ tham quan chứ Hùng, thì cô chú mà ăn ở đây thì rất là yên tâm, và đặc biệt ở đây thì có chị chủ đó, chị là người thân của người quen của Hùng nữa, nên là cô chú ăn ở đây là đảm bảo mọi vấn đề chất lượng thì chị Quỳnh sẽ đảm bảo cho mình cô chú ạ. Hùng sẽ giới thiệu và để số điện thoại chị Quỳnh, sau này cô chú mà ra đây có đặt bàn á, đặt món thì cứ liên hệ chị Quỳnh nhé. Ở đây có hải sản tươi sống nè, có ghẹ nè cô chú. Có Mỹ ơi, tới anh hỏi cái em giới thiệu giùm anh cái ghẹ bao nhiêu tiền một ký rồi em? Cam cam con số bên em nó là tôm số biển, nó size của nó là 30 cân trở lại, nó là 6 cân 2.
Thì qua đây, ở đây mình có những món hải sản nào đặc biệt em? Bên đây là giá kẻ như thế nào em? Tôm hùm tự nhiên á thì size của nó là từ 4-5 con một ký, từ 1,2 triệu. Tôm hùm lớn size thì nó là giá của nó là 1,750 triệu, còn nó size của nó là 1 ký thôi ạ. Đây cái mú đây em. Cái mú bên em thì là cái mú này là cái mú cọp, cái mú tôm. Size của nó là 1 ký 2 ký B trở lên, thì nó là giá của nó là 480. Bên em là bao chế biến hết nha. Cái nghĩa là cái này là cá mú thì làm món gì em? Cá mú thì rất là nhiều món anh. Mình hấp, mình nướng, nấu lẩu, nấu cháo, sesame. Còn tôm hùm thì sao em? Tôm hùm thì mình hấp, mình làm tiết canh, mình bơ tỏi. Mình nói chung là anh chị muốn dùng món gì á thì bên nhà hàng của em, tụi em đều phục vụ và nấu các món đó ạ. Ok. Có nghĩa là mình bao hết rồi mọi thứ, chỉ cần mua trả tiền hải sản thôi đúng không? Dạ đúng rồi, bên em là ăn cho vô nhà hàng bên em là ăn uống là chỉ là tụi em bao hết từ ghế tắm nước ngọt. Có tắm nước ngọt nữa. Mình chơi có view biển bên kia nữa là mình không có tốn phí gì hết. Tốn phí ăn thôi ạ. Chỉ cần ăn thôi là còn mọi thứ là bên đây em lo hết. Nước ngọt thì mình tính riêng đúng không? Ok rồi thì cô chú ơi, hôm nay là Hùng đi ra đây là thứ nhất là ở đây nó có nhiều đất đai gần biển và sát biển, thứ hai là Hùng tìm hiểu giá cả ở đây rồi xong á. Thứ ba là giới thiệu cô chú nếu mà có đi đầu tư đất ở đây á, thì có thể ghé cái chỗ này để mình thứ nhất là mình tắm biển, thứ hai là mình ăn hải sản, mình vui chơi giải trí cho biết Dốc Lết. Thì từ Dốc Lết á, mà đi về Nha Trang á, thì khoảng 55 cây số cô chú ạ. Ở đây thì có bán các vật dụng như là đồ bơi, đồ tắm đồ này nọ. Thì cô chú mà ở đây thì không thiếu một thứ gì cả. Ở đây sau khi mà tắm xong là miễn phí nước ngọt nữa. Và có dịch vụ buồng phòng đồ này nọ cô chú. Thì để em đổi nữa Hùng sẽ review giá cả rồi ở đây cho cô chú. Và sau này cô chú mà cần cái gì thì cứ liên hệ với lại chị Quỳnh. Chị Quỳnh chị sẽ hỗ trợ, còn không là phát qua cho nhân viên nữa, hỗ trợ cho nhà mình. Ở đây là có tắm nước ngọt là miễn phí nè cô chú. Bên đây thì có các phòng nghỉ dưỡng ở trên đây. Trên đây là có cái phòng khu nghỉ dưỡng nè cô chú. Đây là vị trí trung tâm của Dốc Lết nè, đối diện cái resort mini nhỏ nhỏ này là cái resort Park Anh Dốc Lết đó. Và bên cạnh của cái resort này là resort TTC Dốc Lết cô chú đó. Cái này nằm ở giữa hai bên ông resort lớn nè, mình là resort nhỏ mini thôi đó. Ở đây là cô chú sẽ đi xe số 12 ra đó, xe số 12 là Nha Trang Ninh Hòa Dốc Lết đó, ra tới tận đây. Thì trên đây là khu mà chỗ nghỉ ngơi cho mình, giá thì cũng hợp lý thôi. Hôm nay là chị Ngọc mời ra là review, thứ hai là mời ăn hải sản luôn. Ở đây có Lễ Tân không cô chú? Lễ Tân con lên gặp Lễ Tân xíu. Lên gặp Lễ Tân tìm hiểu giá phòng ở trên này luôn cô chú. Giá cũng hợp lý, ở trên này rất là nhiều khách du lịch ở trên Đắk Lắk xuống. Đây là không gian của Dốc Lết nè. Hello em. Anh tới anh review cái khách sạn với lại cái resort mini nhà mình á. Thì anh muốn tìm hiểu một số phòng giá cả ở đây để cho khách du lịch ghé, anh em hỗ trợ giúp anh. Với lại đi nghe chị Quỳnh cũng nhờ review nữa. Ok.
À, em cho anh xin một số phòng thôi. À, giá cả đó. Ngày lễ là sao, ngày thường là sao, ngày Tết là sao nha. Dạ. Đây là khu lễ tân thì cô chú mà thuê phòng thì đến chỗ này. Harrison. Đi cô chú, ông sẽ mời cô chú đi tham quan một số phòng ở đây. Đó. Ở đây thì nào là xe buýt nè, đó, có hồ, ở đây có biển nè, có nhà hàng nè, có nước tắm nước ngọt nè, có dịch vụ như là mô tô nước nè cô chú. Đó, mai mốt có thể ra trải nghiệm mô tô nước ở đây nữa, dù bay mô tô nước. Rồi mở điện lên. Rồi, cho anh xem tham quan xíu. Phòng đơn đúng không? Phòng Đêm đơn 400 400 hả? một đêm anh, Một đêm là giờ check out là check in là sao? Bao nhiêu? giờ check in thì 2 giờ chiều, 2 giờ chiều check in. đúng rồi, À. tới khi nào mà khách trễ sớm á thì có thể sớm hơn. À. Ok. Còn bắt đầu là trễ phòng check out thì trước 12 giờ trưa. À. Đây thì có giường ngủ, một giường đơn đúng không? Ở đây có hai loại là giường đơn và giường đôi đúng không em? Ở đây có tủ. Đó, có máy lạnh. Có máy lạnh. Đó. À. Có tủ lạnh để đồ. Đó. Đây thì có bàn trang điểm, có tivi. Đó. Giá đây là 400 ngàn hả, một ngày em? À. Một ngày anh à, còn check in thì cứ 2 giờ mà còn check out thì tùy tùy ý đúng không? À ok, coi nhà vệ sinh xem sao. Đây ok, có cái cửa rộng rộng đây giùm em. Ok cảm ơn em. À ở đây là ở đây xong rồi chơi một bữa rồi tắm biển rồi ăn uống rồi tối đi chơi quầy bar. À có ở đây có quầy bar đúng anh, cho anh coi phòng đôi coi. Thì cái phòng này đi xuống biển nó chỉ có tầm gần 100 mét thôi cô chú, chưa tới 100 mét. À, đi à. Đây đây. À, sau này Hùng sẽ hướng dẫn đường đi nước bước cho cô chú. À, cô chú chỉ cần tìm cái số xe 12, xe buýt số 12, cô chú lên xe là mà, ra tới từ trong Nha Trang ra tới tận Dốc Lết chỉ có khoảng gần 1 tiếng. Đây là 211 phòng đôi. Đây cô chú, bên đây là nó có không gian sân vườn. Đó, thì sân vườn đây nó cũng mát, nó cũng thoải mái, nhìn thấy hòa mình với thiên nhiên chút. Giá 600. Giá đây là 600 ngàn à. À 600 ngàn phòng 2 giường. À. À, giường. Phong cách đơn giản, tối giản. Ok. Bên đây là nhà vệ sinh. À. Ở đây có bãi đậu xe ô tô đầy đủ đó, đầy đủ cho cô chú. À. Mình chỉ tới đây mình ăn hải sản với là mình ở phòng thôi. À. Còn mọi chi phí dịch vụ liên quan thì đều miễn phí. À. Cảm ơn em. À. Mình đi coi 2 phòng thôi cô chú. À. Mình sẽ đi tham quan một số cảnh quan khu vực này nữa. Trên này là có 2 cái bãi đổ xe để mình đổ xe thoải mái luôn. Ở đây là vừa xe buýt cũng của nhà luôn cô chú ạ, nên là mình đi xe buýt là ra tới tận đây luôn. À, trên đây là không gian sân vườn khách sạn ở trên này. À, bên đây là chỗ đổ xe để cho nhà mình
để xe đây. Đó. À. Ở trên đây còn một số phòng nữa. À, khách ở đây là Đắk Lắk nhiều lắm cô chú. À, lâu lâu thì có nhiều cô chú ở Hà Nội với lại ở Sài Gòn ra. À, miền Tây cũng về đây nữa. À, ở đây có cảnh quay sang vườn rồi rất là đã. Này có mấy phòng check out. À, thì Hùng giới thiệu cái phòng thì chủ yếu là mình đã xem hai hai cái phòng kia rồi. À, thì cảnh quan là nó như thế vậy á cô chú. À, bây giờ Hùng sẽ dẫn mình đi xuống biển, mình đi xem mấy món chị Quỳnh đã chuẩn bị sẵn cho Hùng hôm nay. À. À, cảm ơn em đã hỗ trợ anh nha. Ok, À, mơ nha. ok. Cái này là xu hướng. À, xu Có trang nào anh cứ hướng trả YouTube lời YouTube em like. à. YouTube hả? À. Nó hợp lý rồi đó. YouTube Hùng Tỷ Phú. Phòng tỷ phú à? À. Ở đây cảnh quan rất là đẹp, à, gió biển ở đây rất là trong xanh và mát nữa cô chú ạ. À, ngoài biển Nha Trang ra thì còn cái chỗ Dốc Lết để mình chơi nữa. À. Mà Ninh Hòa, Dốc Lết là thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và cách Nha Trang là 55 cây số về phía bắc, à, đi theo hướng về Hà Nội. Dốc Lết là thuộc vùng kinh tế Nam Văn Phong. À, thuộc khu kinh tế Nam Văn Phong mà Dốc Lết là với lại Ninh Hòa là nó có tất cả là 6 khu công nghiệp. Đó, 6 khu công nghiệp lớn ở Ninh Hòa này và sau vô Nam Văn Phong thì sẽ có Bắc Văn Phong. Đó, Bắc Văn Phong là thuộc Vạn Ninh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đó, còn Nam Văn Phong là thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đó, cách Nha Trang về phía bắc là khoảng 50 30 đến 35 km. Đó. Sao em Để gỗ ta. à, phòng nhà gỗ nè, rồi Để mở 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 phòng nhà gỗ cho anh tham quan đi. Đây là phòng nhà gỗ đây, gần biển nhất, sát biển nhất nè. ngày Đó. thường từ thứ hai đến thứ năm là giá 1,5 triệu. À, thứ hai đến thứ năm là giá 1,5 triệu, Đúng rồi, còn phòng ngày đôi. phòng đôi hả, Đúng là còn rồi. ngày Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thứ là sáu thứ 2 bảy triệu. thứ sáu thứ bảy chủ nhật là 2 triệu. Đúng rồi. Rồi mở cửa đi. À. Còn chị khách đang ở hả em? Đây là phòng nhà gỗ thứ sáu thứ bảy chủ nhật là 2 triệu, còn những ngày kia là 1,5 triệu. À, vị trí ở đây là xuống biển một chút thôi. À, đó, gần biển và gần bà chỗ khu tắm nước ngọt. À, đây đi xuống biển một bước mấy bước thôi. Rồi cảm ơn em. Đây là chỗ xe luôn. À, cái đây nè. Đây là phòng đơn. Phòng đơn hả? À? Rồi Giá vô luôn. 500.000. Vô. À. Cho anh tham quan cái nhà gỗ cái, mở điện rồi lên. Ok. Đây là phòng đơn đây cô chú, 500 ngàn đúng không? Ok. À. Ở đây có dịch vụ gì miễn phí không em? Ở khách sạn có được Khi mình sử dụng nhà hàng thì mình được giảm 10% tiền phòng. giảm sử dụng nhà hàng đúng không? Đúng Có nghĩa là ăn uống ở nhà hàng thì được giảm 10% tiền phòng đúng không? rồi. Có nghĩa là 500 ngàn thì giảm 10% là còn nhiêu ta? 500.000 chứ, giảm 1% còn là Giảm 10% cho 500 55%. ngàn đúng không? 55%. Ok. À, có máy lạnh, có giường mới, đồ nội thất mới. Đây bên đây nhà vệ sinh này cô chú. Đó. Năm Ok. trăm ngàn giảm 1% là 4 tỷ. À, 450. Là đúng rồi, còn 450. Nhất thời chưa nghĩ ra. Đây cô chú. Là có mấy nước nóng nè, cùng review cho cô chú thấy. Đồ nước nóng. Chung là chỗ này nó còn mới. Do cái phòng kia có khách ở, nếu không là Hùng cũng review cho cô chú là cái phòng mà 2 triệu ngày thứ bảy, 6, 7 chủ nhật á. Ở đây có ánh đèn sáng đẹp rồi cô chú, 1, 2, Đây là 3. ngủ rất là đẹp luôn. À, đèn ngủ lung linh lấp lánh. Mai mốt làm sao cho nó lãng mạn nữa là được. Đây. Khi mới À. làm À, đây xuống, xuống ăn hải sản với chị Quỳnh.
Khu này là khu bán hải sản cô chú nhá. Đó, khu này là khu bán hải sản nè. Và bên này là chỗ bán đồ bơi tắm biển cho nhà mình. Đó, còn bên này là khu quầy bar. Đó, quầy bar ở đây. Ở đây có quầy bar buổi tối là cô chú, ban ngày hoặc là buổi tối. Đó, và bên dưới là bước xuống là bãi tắm và có giường, bên dưới có giường nằm miễn phí đó cô chú. Bên dưới này có giường nằm miễn phí của Quyết Thắng luôn. Đó, thì cô chú có thể xuống đây nằm nè. Đó, có 1, 2, 3, 4, 5 giường nằm miễn phí. Còn có dịch vụ bay hồ, bay dù nữa, nhưng mà cái dù đó thì mình từ từ tính sau. Hello em. Đó, chỗ đây là chỗ bãi cát đó, mình ngồi mình ngắm biển uống nước nè. Đó, chỗ đây chỗ nằm là nằm miễn phí cô chú. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào mình thưởng thức món hải sản của chị Quỳnh chuẩn bị á. Dạ em chào chị Quỳnh. Dạ. Dạ. Hôm nay là được chị hân hạnh của chị Quỳnh đó là chuẩn bị cho Hùng mấy món. À, cô chú nhìn xem. À, mai mốt á là cô chú mà có đặt món á là cứ liên hệ chị Quỳnh, Hùng sẽ để số điện thoại chị Quỳnh ở trên dưới video này. À, cô chú cứ ấy. Đây ạ, à, đây là món tôm hùm. Chị như cái món tôm hùm này là bao nhiêu tiền vậy chị ha? Một ký ha. 1,2 triệu một ký hả chị? Cái Dạ. này là tầm Hơn nửa ký hả chị? Cái này là nướng, đang nướng bơ tỏi với phô mai đúng không chị? Bé con sáu lạng. Tôm hùm thiên nhiên hả chị? Còn cái đây là hàu. Hàu này là hàu nướng mỡ hành đúng không chị? Hàu nướng mỡ hành này thì bao nhiêu tiền một ký ta? 100 đến 120 đúng không? Như đây là nửa ký. Dạ. Đây là nghe. Thì mình đi đây mình ăn mấy món nhẹ nhẹ đây là cũng no rồi cô chú. Hải sản sống tươi luôn. Nói ở đây là làng chài người ta đánh bắt lên đó là sẵn tiện là chị Quỳnh mua luôn cô chú ạ. À, có ở đây có cơm có canh nữa, nghe cao tổ nè. À, có cơm nè chú ạ. À, thì chị Quỳnh cho em xin số của chị nha, để có gì khách sẽ liên hệ làm việc trực tiếp với chị á. Dạ, nó có gì để em sẽ để cái số của chị ở trên video này. Dạ. Đây cô chú nhìn xem cái view này cô chú. Đó, view bao đẹp luôn. Đó, nhìn xịn sò. Có khi còn đẹp hơn Nha Trang nhiều đó cô chú ạ. Đó. Dạ cô chú đây cho Hùng đây cô chú. À, thì hôm nay là Hùng trải nghiệm cái món này, sẵn là tiện chia sẻ lại cô chú luôn. À, thơm Hùng rất là ngon và tiện cô chú. Thơm Hùng này là có trứng rồi cô chú ạ. À, trứng thơm Hùng này chấm một miếng muối ớt chanh rồi cô chú. Tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời đó. Đang tiện ở đây có cái, ở đây có cái view biển đó cô chú, nhìn cái view biển nó phê phê nó chiêu chiêu á. Hôm nay là được vinh dự có lộc ăn của chị Quỳnh mời. À, sau này để ông sẽ để cái số điện thoại trên màn hình video này cô chú ạ. À, cô chú cứ liên hệ chị Quỳnh để đặt bàn đặt món đặt phòng. Đặt phòng ở đây ăn hải sản ở đây được có khuyến mãi nữa. Khuyến mãi tiền phòng. Sản tươi sống chất lượng cô chú ạ. Từ cái này là mình bắt đánh bắt từ dưới lại ở bên đây cạnh đây là nó có cái làng chài, anh đi qua bên đây làng chài hải sản nó tươi sống mới sáng đánh bắt lên cô chú ạ. Rất là ngon, sản phẩm này rất là chất thịt cô chú ạ. Món này cô chú đi Nha Trang thì cứ lên xe buýt số 12, xe buýt Quyết Thắng á là ra tới tận nơi luôn. Cô chú anh chị chỉ cần nếu mà đi tới Nha Trang á mà ở cái khách sạn Mường Thanh Vĩnh Kiều á thì mình chỉ cần để xe ở đó thì xong mình là ra khi mình bắt cái xe buýt này cho đường Hồng Đồng với lại 2 tháng 4 á,
Để mình đi xe số 12 là mình sẽ lên xe là khoảng 1 tiếng sau là mình tới Dốc Lết luôn. Đó, xe buýt chở tới tận đây luôn cô chú. Tôm hùm nướng phô mai. Tôm hùm có thể nướng phô mai, nướng bơ tỏi hoặc là nấu lẩu hoặc là nấu cháo. Cô chú anh chị thích món nào cũng được. Hôm nay là mình đổi gió một xíu, mấy bữa giờ mình mất động sản nhiều rồi thì hôm nay mình đổi gió, mình đi du lịch Dốc Lết chút để cho cô biết, chú biết là hiểu và trải nghiệm ở Dốc Lết nó như thế nào. Bên cạnh đây là resort DC, còn bên đây là Bắc Anh Nè, đây là nhiều cái khu resort lớn đó cô chú ạ. Đây là nhiều cái ông lớn ở đang ở đây, thì chỗ này nó bởi vì nó đẹp nên mới thu hút được nhiều cái nhà đầu tư lớn ở đây. Là cô chú anh, quá nhiều tuyệt luôn. Cô chú thân mến, cho mà bổ sung thêm là cái món hải sản ở chỗ chị Quỳnh đây nè, rất là ngon chị cô chú ạ. Ở đây là đều là hàng tươi sống hết á, và bao tươi bao sống luôn. Đó, đây có tôm nè, loại hải sản này có tôm nè, tôm sú nè, có cá nè, có nghêu nè, có ghẹ nè, có mực nè. Mực này là mực tươi sống á, mua ở dưới chỗ làng chài lên đó cô chú. Đó, có bún nè, đó, có một cái nồi rau, có một đĩa rau. Cái nồi lẩu này bao nhiêu chia tiền chị Quỳnh hả? 300 ngàn hả chị? Chị Quỳnh chia sẻ là cái nồi lẩu này là 300 ngàn một nồi thôi. Ở đây là cô chú đi vào đây là tắm biển nè, ăn hải sản nè, không cần phải mua vé đi vào cổng đâu. Tắm biển rồi tắm nước ngọt miễn phí nữa. Cái lẩu này là 300 ngàn cô chú nhé. Đó, vỉ ngon, đây, nước sôi đây. Chị Quỳnh bỏ vô giùm em cả. Đây bếp điện nè, nên là ở đây nấu bếp điện này nó nhanh mà cô chú không phải chờ lâu nữa. Ở đây gió vù vù của cô chú ạ. Sau này cô chú mà ăn hải sản ăn gì thì cứ gọi chị Quỳnh đặt món, chị Quỳnh hỗ trợ hết từ A đến Z luôn, đảm bảo là cô chú về là sẽ giới thiệu bạn bè liền. Nhìn ngon không về à? Okay. Dạ, dạ. À, giờ chỉ còn chờ nước nó sôi nữa là ok cô chú ạ. Đã chị Quỳnh làm thử một tô chén nữa cho em xem thử nha chị Quỳnh. Dạ. Đã chín rồi cô chú ạ. Chín rồi, giảm lửa nè. Sôi chín rồi. Hai người lớn, đó là tùy gia đình lựa chọn thôi. Cái này thì mình có thể ăn bún hoặc ăn mì cô chú. Đúng rồi, phòng đơn là 400. Ăn hải sản mà ngồi đây gió mát rùi rùi như thế này thì quá đỉnh luôn. Chiều quá chiều luôn cô chú. Chiều phết. Không gian ở đây rất là thoáng mát mà cô chú. Bả rồi, ok. Bả rau cho chị ơi. Ở đây là có rau cải, rau muống và rau quắp.
cải thảo. Chủ trải nghiệm một miếng thử coi xem sao. Ăn ngon luôn. Đồ tươi không á cô chú ạ. À. Ăn đồ tươi mới chất lượng cô chú. Nghêu đây. Hôm nay mình đi du lịch bữa nha cô chú. Bữa giờ coi đất đai ở chỗ nào giờ mình đi du lịch bữa. Ở ngoài đây cô chú cũng có thể dễ dàng sở hữu cho mình một lô đất sát biển, gần biển, giá cũng mềm. Thì nó cũng rơi vào khoảng 30 triệu một mét chứ mấy, 30 là đất mặt biển á, 30 đến 40. Nhưng mà biển ngoài đây ok lắm. Dạ. Đây là được lắm luôn. Rồi, được rồi, ok chị. Rồi, cảm ơn cô chú nha. À, có gì... có gì là cứ liên hệ với lại chị Quỳnh xinh đẹp đây đó, chị sẽ nhiều ưu đãi lắm cho mình lắm cô chú ạ. À, chị Quỳnh là chính chủ nên là chị cô chú cứ yên tâm về dạ chất lượng đó. Dạ đúng rồi, chị Quỳnh chính chủ nên là không có chạy đi đâu đó. Chất lượng dịch vụ chị bao luôn, có ý kiến cái cò gì cứ liên hệ với chị Quỳnh luôn. Ké đây đó. Ở đây là có chị Quỳnh là cô chú yên tâm đảm bảo về cái uy tín là chất lượng ở đây. À, chất lượng là trên hết. Cô chú mua sao là vô trong bếp là còn nguyên như vậy, không có đổi trẻ gì hết. Mình lấy đồ, mua đồ tươi là ra đồ tươi. Rồi, Hùng cảm ơn cô chú đã theo dõi nhé. Tối nay Hùng sẽ quay cái quầy bê đẹp đẹp cho cô chú xem nè. Đây là không gian ban đêm của... à, nhà hàng Quyết Thắng đó. Và bên này thì có mấy chiếc xe buýt nè. Xe buýt này là để đi ra Dốc Lết nè cô chú. Xe số 12 nha, Nha Trang, Ninh Hòa, Dốc Lết đó, hai chiếc nè. Xe buýt này là của nhà luôn đó. Cô chú đi thì 34.000 một người. À, xuống đây. Ban đêm nó lung linh, nó đẹp như thế này cô chú. Ban đêm là ở đây đẹp, nhưng mà ở đây cái là cô chú thân mến, thì đây là ban đêm của không gian nhà hàng Quyết Thắng cũng như là khách sạn ở Quyết Thắng Dốc Lết. Thì do là ở đây đang mở cái tiếng nhạc nên là Hùng phải tách cái âm thanh ra, rồi sau đó Hùng về Hùng lồng tiếng lại cô chú ạ. Đó, thì Hùng mở kênh mà có quay, khi lúc mà đi quay video mà gặp cái trường hợp mà người ta mở nhạc á, là kênh của Hùng nó sẽ bị chết kênh, nên là Hùng dính bản quyền là chết kênh, nên là Hùng tắt cái âm thanh đi, nên Hùng lồng tiếng vào. Thì giới thiệu với cô chú, đây là không gian quầy bar của nhà hàng Quyết Thắng, và đây là mở ánh điện ban đêm đó, người ta xuống ta đi lội biển đó cô chú. À, thì có, hôm nay là có mấy cô chú là ở trên Gia Lai mới xuống đó, thì mấy cô chú này đi họp lớp nè đó, thì xuống đây là ngồi ca múa nhạc, hát karaoke đó, nhưng mà nãy cô này thì hát rất là hay, nhưng mà Hùng là Hùng ngại cái tiếng nhạc, tiếng nhạc nó làm ảnh hưởng đến kênh của Hùng, nên là Hùng xóa tách cái âm thanh rồi, nên Hùng lồng tiếng lại cho cô chú hiểu đó. Ở đây là buổi tối nó cũng rất là chill giống như ban ngày vậy cô chú. Thì ở đây là lúc 12 giờ trưa, như cô chú đã thấy Hùng ở đầu video là Hùng quay cảnh bãi biển ở đây nó rất là đẹp đó. Và ở đây mùa hè cũng như là đang thu hút rất là nhiều cái du khách khác nhau. Thì sau này cô chú về đây là cô chú sẽ trải nghiệm được cái không gian về đêm cũng như là quầy bar tại nhà hàng Quyết Thắng. À, thì tối thì mình có thể hát karaoke từ 7 giờ cho đến 9 giờ thôi, bởi vì nếu mà hát hơn nữa là
bên chỗ công an phường người ta xuống, nên cô chú mà sau này ra đây chơi thì có mang loa hát thì cũng còn 9 giờ thôi cô chú nhé, đừng có hát nhiều quá thì mất công công an phường mất xuống. Tại vì hai bên cạnh đó là hai cái ông lớn như là resort TTC với lại resort Park Anna Dốc Lết, nó muốn có sự yên tĩnh để mà nó cho khách nó ở, nên là nó hay hôm qua cái giờ đó mà tiếng nhạc nó ồn ào là nó lại đi báo công an phường là mình cũng khó chịu đó, thì cũng mất vui cô chú ạ. Công an phường xuống thì hay nhắc nhở mình đó. Đây là mấy cô chú ở Gia Lai nè đó, thì có Hùng có giao lưu với lại mời mấy cô chú một ly rượu, nên là có đứng quay phim mấy cô chú đó. Thì cô chú anh chị nào mà quan tâm và muốn đi du lịch Nha Trang rồi xong rồi đi ra Dốc Lết trải nghiệm cái cảnh sắc thiên nhiên ở Dốc Lết, nơi cái vẻ đẹp hoang sơ ở đây á, thì cô chú hãy liên hệ với lại chị Quỳnh, số điện thoại là 0905 32 0905 332 266 để đặt bàn hoặc là đặt phòng. Thì cô chú mà ăn hải sản ở đây thì chị Quỳnh sẽ có, nếu mà đặt phòng vừa đặt phòng rồi xong mà vừa ăn hải sản ở đây á, thì chị Quỳnh sẽ giảm giá 10% cho cô chú trên tất cả các tiền phòng cô chú nhé. Thì ở đây có hai cái phòng cao cấp đó là phòng gỗ đó, hai cái phòng gỗ, còn hai cái phòng mà tường xây lúc Hùng review lúc ban đầu á thì giá nó rẻ thôi, nó cố định luôn, nó là ngày lễ với ngày Tết gì nó cũng 400 với 600 á, 400 là giường đơn còn 600 là giường đôi đó. Thì cô chú ra đây chơi rồi tham quan tìm hiểu nhà đất ở khu vực ở đây luôn. Ở đây đất gần biển thì nó dao động từ khoảng thấp nhất là 15 triệu đó, 15 triệu là cách biển khoảng 400-500 mét đó, có thể hơn. Còn sát biển thì khoảng 25 đến 30 đến 35 triệu, còn mặt biển thì nó rơi vào khoảng 40 đến 45 triệu một mét thôi chú ạ. Đó. Thì Hùng chân thành cảm ơn sự yêu mến và theo dõi của quý cô chú. Nếu cô chú về Nha Trang chơi trải nghiệm thì hãy ghé Dốc Lết của chị Quỳnh. Với lại chỗ chị Quỳnh đó là thuộc trung tâm á, nên là rất là tiện cho việc đi lại tắm biển rồi. Nó còn có những cái khách sạn ở cách cái biển Dốc Lết nó còn 2 đến 300 mét, nhưng mà nó không có tiện mình đi xuống đây tắm biển rồi nó có xe nó cũng mất công. Ở đây thì chị Quỳnh đó là không có lấy vé tiền đi vào trong cửa đâu, nhưng mà cô chú mà anh chị mà đi vào trong cửa ở bên Bắc Anna Dốc Lết đó, là đã mất cái tiền vé vào cổng rồi đó, rồi xong còn ăn hải sản ở bên chỗ Bắc Anna với lại là chỗ TTC là cô chú cũng phải tốn cái tiền ở lộn ăn hải sản bên đó với lại nhà hàng bên đó là những cái sản phẩm gọi là a la carte thì